Nào cái gì? Rồi, mình chào anh em. Hôm nay giao con GT cũng quên em ơi. Về ở Tiền Giang nha, với con K700. K700 mà đua dàn sới K700 mà đuôi đuôi K900 anh em. Đó. Anh trai mình chơi nghịch đời luôn. Sao? Cái này bỏ bánh đây gì? Thôi bỏ bánh lại. Dạ, để bấm nó rồi nữa anh nhấn nút bấm ra. Cái gì đó. Trước. Rồi rồi kết thúc anh em nào có cần xài quan tâm thì liên hệ bên em. Vô. Mình có bán đầy đủ anh em ơi, có bán hỗ trợ chơi góp luôn nha. Rồi kết thúc anh em. Đưa luôn phải không? Tháo ra, nó móc ra. Tử. Cái ông mày đứng nè. Nó sắp vô.